Chị thấy tôi thế nào? Em trai tôi và Giang Tư Hàm rất xứng đôi. Thế nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Tập trung vào buổi hẹn hò của chúng ta được không? Được. Chọn được thời gian chưa? Tôi bảo Tiểu Song thêm vào lịch trình của tôi. Lịch trình? Không phải. Buổi hẹn hò của chúng ta đối với chị là một lịch trình sao? Chứ còn gì nữa? Trình Ngọc, tôi đang theo đuổi chị. Cảm ơn. Hai chúng ta không hợp. Hợp hay không? Không phải do chị nói. Cậu làm gì thế? Tôi phải bán người phụ nữ nhân tâm như chị đi. Giỏi thật đấy. Nào. Chẳng phải đã nói là không cởi giày sao? Có phải tôi rất khác với tưởng tượng của cậu không? Tôi bảo cậu rồi mà, tôi không hoàn hảo như cậu tưởng đâu. Sau khi gặp chị tối nay, tôi phát hiện tôi càng thích chị hơn rồi. Người đẹp, cùng nhảy một bài nhé. Sao cậu cố chấp thế? Tôi sẽ xem như chị đang khen tôi. Tôi bảo cậu này, nếu không phải vì cậu nhỏ tuổi quá thì có lẽ tôi thật sự đã chấp nhận cậu rồi. Trình Ngọc, có lúc tuổi tác không thành vấn đề. Với tôi thì có. Thế nên hai chúng ta là không thể. Tôi hỏi chị lại lần cuối cùng, cùng nhảy một bài nhé. Tuyệt quá. Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Thật ngại quá. Lát nữa 9 giờ công ty tôi còn cuộc họp, tôi phải qua đó. Không sao, cậu ngủ tiếp đi. Anh tiễn em nhé. Không cần, tôi đã gọi xe đến dưới nhà rồi. Chờ một lát. Em hôn anh một cái đi. Không lẽ cậu tưởng trải qua đêm qua quan hệ của chúng ta đã thay đổi rồi đó chứ? Em là người đầu tiên mà anh...
Thảo nào. Thảo nào gì cơ? Lý Cảnh Dương, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có những chuyện không phải qua một đêm là thay đổi được. Nhưng có những thứ phải thay đổi rồi chứ. Đối với cậu thì có, đối với tôi thì không. Em trai, chị đây chỉ có miệng ngọt. Trong tim chị không có cậu. Nếu cậu uất ức trong lòng, tôi có thể bù đắp cậu về mặt khác, có được không? Ơ này, vợ tự mình cưới, có quyền cũng phải rước về.